đây sẽ giúp các chị em có được vòng eo đó. Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Giang Ngân, hiện tại mình đang là huấn luyện viên yoga. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn những động tác tư thế giúp cho vòng eo của mình thon gọn hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài tập nè. Trước tiên cho hai chân của mình tách rộng bằng bên trong phần mép thảm. Chúng ta đứng thật thẳng nhìn về phía trước, nâng hai tay lên cao, hít vào. Ngã cổ nhìn theo mũi tay, hạ xuống, thở ra, mắt của mình sẽ nhìn về rốn, các đầu ngón tay buông lỏng. Lần hai, điều hòa hơi thở lên, hít xuống, thở. Tiếp tục dang ngang hai tay, hít vào. Cho tay bên phải đặt nhẹ lên đùi, cánh tay bên trái áp sát màng tay, sẽ hít di chuyển sang bên phải. Lần các đầu ngón tay đi xuống, đè thấp được phần hông và đồng thời kéo giãn liên sườn bên trái, mắt của mình nhìn lên trên. Trở về, nâng người lên, hít vào. Đổi bên, một lần nữa nghiêng sang bên trái, giữ 5 giây cuối. Trở về, chúng ta nâng người lên, hít vào, nâng cả hai tay lên cao. Đan tay lại và lật cho lòng bàn tay hướng lên trên. Bắt đầu nhẹ nhàng khép chân, nhón cao hai gót chân lên, bấu chắc mũi bàn chân, xoay người sang bên phải, vặn phải, thở. Rút sát bụng nha, di chuyển chậm thôi, phải mở được vai. Trở về, hít vào, nhẹ nhàng hạ gót chân. Thôi mình thả lỏng và tách cho hai tay dàn ngang. Hai chân lúc này sẽ mở rộng bên ngoài phần mép thảm, xoay người sang bên phải, đồng thời mở mũi chân bên phải, gập về phía trước. Cho tay bên trái nắm cổ chân, tay bên phải nâng lên, nhìn theo hướng mũi tay, lên, hít vào. Dàn ngang hai tay, cũng làm như vậy 5 lần. Lần cuối cùng, chúng ta đổi, mở ngang bàn chân bên trái, hít xoay người sang trái, thấp bụng gập về phía trước, tay phải nắm cổ chân, tay bên trái nâng lên, nhìn tới mũi bàn tay. Rồi từ từ mở cái vai nào, vòng tay trái ôm vào lưng, lật cái ngực lên, chúng ta giữ. Trở về, nâng người lên, hít vào. Nâng hai tay lên cao, đóng mũi chân bên trái, đan tay đặt phía sau đầu, mở rộng cái khuỷu tay ra. Động tác này chúng ta chỉ thực hiện một lần duy nhất và giữ trong 5 giây nha. Hít vào, nghiêng hết sang bên phải, đè thấp phần cơ hông xuống, kéo giãn được liên sườn, mở rộng cái vai. Giữ lại, lên, hít vào. Thấp bụng, tiếp tục xoay, nghiêng sang bên trái. Thở thật chậm, lật cái lồng ngực lên. Trở về, chúng ta nâng người lên, hít, nâng tay qua khỏi đầu, thóp bụng lại, nhẹ nhàng vươn dài người tới, gập người về phía trước cho đỉnh đầu hướng sàn, thả lỏng tay, đặt từng tay chạm sàn, hai chân khép lại, lùi mông ra sau, ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân về trước, thẳng lưng lên, mở rộng vai ra, co chân bên phải lại, đặt chân phải lên đùi trái, di chuyển cho gót chân bên phải kéo sát vào phùng hông, phải ngồi thẳng được lưng. Rồi, nhấc tiếp chân bên trái co về, tiếp lên đùi bên phải, chúng ta khóa hai chân lại, lúc này lưng tiếp tục giữ thẳng, hai tay dang ngang, hít vào. Cho khuỷu tay bên phải đặt xuống chạm sàn, phải tay bên trái đưa về áp sát mang tay. Đối với người mới tập, khuỷu tay của mình chưa hạ chạm sàn được thì mình để thẳng như thế này nha. Rồi, tốt hơn chúng ta hạ khuỷu tay xuống, mở cái vai, mở cái ngực và nhìn lên phía trên. Thở thật chậm, lên, hít vào. Nghiêng sang bên trái, đặt khuỷu tay xuống sàn, thở ra. Tập phải thấp bụng và hít thở bằng khoang lồng ngực về, nâng người, hít vào. Dang ngang tiếp hai tay và lòng bàn tay lúc này ấp xuống sàn. Chúng ta xoay sang bên phải, tay trái đặt nhẹ đùi, tay bên phải vòng về sau lưng, chống xuống sàn, mở vai ra, thấp bụng, vặn phải, thở. Trở về, vào. Xoay người sang trái, vặn trái, thở. Trở về, thả lỏng, nâng tay lên, hít vào. Chắp hai tay lại, hạ về trước ngực.
yoga vừa rồi thì Gina mong rằng các chị em hãy chăm chỉ tập luyện để có được một vòng eo như mong muốn. Và thế là thời lượng của chương trình Khỏe Đẹp Mỗi Ngày cũng đã kết thúc. Chúc quý vị khán giả một buổi cuối tuần thật là vui vẻ và thành công với bí quyết mà chương trình đã chia sẻ. Mời quý vị đón xem lại chương trình vào lúc 21:15 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Nếu ai có bỏ lỡ chương trình thì hãy xem lại trên kênh YouTube MCV Media và fanpage Vợ Chồng Son. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!